Đôi ta như thể con tầm, ăn chung một lá là nằm cùng một nơi. Đôi ta như thể con tầm, con cuốn con thích con trâu con ngoài đó bạn. Xin tin lời của mẹ thì đồng lại ý mặt trường. Hãy xin tên viên ứng của bóc phẩy, viên mở của bộ môn. Bó này nằm phần mất tạch nhất phủ tệ ra. Bó này nằm phần mất tạch nhất kỉnh tệ ra xuân mây. Thấy đi, ai xin bó này nằm phần đánh bà với dân phủ. Bó này nằm phần nhiều đánh bà chứ bất tạch nhất kỉnh tệ ra. Cái đi này đồng bần mất điều ai sấn cái hạc ảo lạ của đồng thân thiết của hôn. Phải thân hồn kia lưng có gấp con thả. Thương biệt lạ bảo hụt ai nhận bó sợt. Đã cắt cung chống lò mãi mi khổng tù. Chừng bó lù cắt hại bỏ bố tìm mưa hôn na. Đồng lạ đồng tài trường ngay ngay. Hát có thân trở vườn phải hứa thế ớ. Chẳng thích nào.
Thì quý vị trân trọng và kính mến, trước mắt toàn thể quý vị, lứa bạn trẻ rạng ngời nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc khởi năm 2023, cùng đại diện hai bên gia đình, xin được ra mắt và cúi chào toàn thể quý vị. Toàn thể quý vị có thể nổ một tràng vỗ tay thật lớn được quý ơi. Vâng, cảm ơn toàn thể quý vị. Những tràng vỗ tay của toàn thể quý vị đã món quà hết sức đầy ý nghĩa để tặng cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cũng rất là mong muốn khi nào ban tổ chức yêu cầu toàn thể quý vị vỗ tay, chúng ta hãy cùng nhau vỗ tay thật đều, thật to để chúc phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay, được không ạ? Một lần nữa, lễ thành hôn cho chú rể Ban Sơn Sánh Duyên cùng cô dâu Kiều Vân xin phép chính thức bắt đầu. Một tràng vỗ tay thật lớn đi ơi. Con trai họ, kính thưa các ông các bà, anh chị em, nam thanh nữ tú, hôm nay được sự nhất trí của hai gia đình, nhà trai và nhà gái, và sự đồng ý của hai chính quyền địa phương. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới các quý ông quý bà, anh chị em, cô bác, bà con thanh nữ tú hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa hội hôn, hôm nay hai gia đình chúng tôi tổ chức cho hai con chúng tôi là Văn Sơn và Kiều Vân. Chúng tôi lần đầu tiên không biết nói gì hơn, xin phép có vài lời
được gửi tới các cô quý bà. Lời đầu tiên, hôm nay ngày lành tháng tốt, giờ tốt, chúng tôi tổ chức cho hai con chúng tôi xin cảm ơn các quý ông, quý bà, anh chị em, cô bác đã bút chút thời gian vàng ngọc đến chúc phúc cho hai con của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi không biết nói gì hơn nữa. Hôm nay, đến giờ phút này, giờ lành tháng tốt, giờ tốt, ngày tốt, phút tốt, xin mời các quý ông, quý bà rót rượu vào ly, nâng chén, uống cạn để chúc phúc cho hai con của chúng tôi ngày hôm nay. Rượu ngon phải có bản hiền, nâng ly cho cạn, không say không về. Xin mời tất cả mọi người. Vâng, xin cảm ơn bác đại diện cho hai bên gia đình có những lời phát biểu, cũng như gửi lời cảm ơn chân thành mộc mạc trực tiếp nhất tới toàn thể quý vị ạ. Một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp nhất của bác. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, hai món quà để tặng cho cô dâu vợ chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Một món quà đến từ mẹ chồng của cô dâu, một cái kiềng trị giá 10 chỉ vàng để tặng cho cô dâu trong ngày vui, ngày trọng đại như ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, quả thật đúng là mẹ, mẹ đâu phải của riêng em, mẹ là mẹ chúng mình thế thôi. Mẹ vất vả lắm. Em ơi, nuôi anh khôn lớn đổi lại tặng em. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những món quà, những kỷ vật thiêng liêng nhất để tặng cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, ngay đến phút này xin trân trọng kính mời một món quà nữa đến từ gia đình cậu Khoa Sang, sẽ có một món quà để tặng cho hai cháu trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa xin trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình cậu Khoa Sang. Gia đình cậu Khoa San, gia đình cháu Trang Thiện đã gửi những món quà, những kỷ vật thiêng liêng nhất để tặng cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, đến đây phút này thì chắc hẳn đôi bạn trẻ của chúng ta cũng đã cảm nhận được những tình cảm, những tình yêu, đặc biệt là những món quà gửi tặng cho hai em trong buổi trưa ngày hôm nay, đúng không ạ? Ngay đến phút này xin trân trọng kính mời hai em cùng cô dâu và chú rể hãy cùng tiến về phía tháp đi tình yêu để rót tràn đi. Một lần nữa xin trân trọng kính mời ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời chú rể cao to, phong độ đẹp trai nhất của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ cầm đến chai xong phanh đầu tiên. Và bằng sức mạnh tình yêu của chú rể hãy bắt đem đi Việt Nam ra. Một lần nữa xin lắng trọng, kính mời. Xin trân trọng kính mời chú rể ạ, hãy mở khóa chai xong phanh trước như trái, như chú rể mở khóa trái tim của vợ mình ạ. Một lần nữa xin trân trọng kính mời chú rể mở khóa. Mời chú rể mở khóa trước xong sắp tay trong phanh sau ạ. Một lần nữa xin trân trọng kính mời. Vâng, xin trân trọng kính mời chú rể hãy sắp tay trong phanh thật mạnh ạ. Sắp thật mạnh như mới tối, chú rể sắp cùng cô dâu ạ. Một lần nữa xin trân trọng kính mời. Vâng, xin trân trọng kính mời chú rể hãy mở tay trong phanh. Một lần nữa xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời chú rể vặn nhẹ trước tay trong phanh ạ. Vâng, xin được chúc mừng. Xin trân trọng kính mời hai em hãy cùng tay trong tay rót ra những ly rượu trên tháp đi. Vâng, một lần nữa xin trân trọng kính mời.
Với kính thưa toàn thể quý vị, và thật đúng là thiện hồng kết nghĩa phu thê mà tình trao đồng thắm hẹn về với nhau cùng chung bước tới mai sau, thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu. Những dòng chảy trên thác đi tình yêu đây là những dòng chảy rất mơ tình yêu, tận chân cho tình yêu của hai em luôn chảy mãi trường tồn theo thời gian và năm tháng. Ngày đến phút này xin trân trọng kính mời cô dâu xinh đẹp nhất của chúng ta sẽ cầm lên chai sân bay thứ hai ạ. Một lần nữa xin trân trọng kính mời ạ. Cũng bằng sức mạnh tình yêu của cô dâu, xin trân trọng kính mời cô dâu hãy bắt đẹp đi Việt Nam ra. Vâng, xin trân trọng kính mời ạ. Chú rể có thể giúp cô dâu ạ. Uống rượu thao môi trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, ngay giờ phút này thì ban tổ chức tôi cũng xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị cũng như bạn cô dâu bạn chú rể chúng ta tiếp tục rót ra những ly rượu của mình thật đầy thật tràn được không quý ơi? Vì nào ơi, họ cần khải lòng phải phong chúc phúc và phòng mừng mù là nó của cái gái mà đi chứ lại áp đi đâu ấy. Vâng ạ, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy rót ra những ly rượu của mình thật đầy thật tràn để cùng đứng dậy hô thật to được không ạ? Thì nào ngươi hát phốt bìa văn càng mãi ỉn mâm muôn mà bó lưu sần làn tòi tây hơn cơ ba mái nọ chớ khay mở mất lưu mất làn sọt tàng qua mà ải ế mất dạo sọt chiếng mây tinh lại bò mẹ bình nông thám chén đầu chào tướng khẩn sông hồ sừng nhá chúc phúc ở sọng nông nông đô làn hát chứ lại hát bình nông ơi. Vâng, xin toàn thể mọi người với ý phút ạ. Đến cái đây bình nông ơi, áo cắn tướng khẩn sông sừng nhá chúc phúc hàng lưu làn hát bình nông ơi. Vâng, xin chào quý mời, viết ảnh ra sẽ ghi lại những hình ảnh, những khoảnh khắc tốt đẹp nhất từ buổi trưa ngày hôm nay. Đặc biệt là những hình ảnh có thể quý vị cầm chén rượu của mình đứng dậy hô thật to ạ. Và anh Tuấn khi phát lần nhịp còn nói rất cô dâu và chú rể tới tập thể mọi người. Chúng ta sẽ hô thật to mọi người nhé. 1, 2, 3, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc, có thể quý vị đã sẵn sàng chưa? Thì nào ơi? Cả nhà mình ơi? 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc đến nhà quý vị. Xin trân trọng kính mời toàn thể hai bên gia đình. Chúng ta đã cùng đến với nhau. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Chắc hẹn chén rượu này là chén rượu ngon nhất và say nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn sự hợp tác của toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình. Chúng ta đã cùng đến với nhau ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời cô dâu cùng chú rể hãy cùng uống rượu, ngoắc tay, giao môi. Một lần nữa xin trân trọng kính mời ạ. Xin trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình hãy tiến sát ở đây để nhiếp ảnh ra sẽ ghi lại những hình ảnh khoảnh khắc tốt đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay bằng chụp ly với nhau ạ. Cùng ly với nhau hai bên gia đình, anh tiến sát lại. Vâng, xin cảm ơn toàn thể mọi người. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, ngay đến phút này thì xin trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình hãy dùng ly rượu của mình ạ. Một lần nữa xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời cô dâu chú rể hãy uống rượu giao môi. Một lần nữa xin trân trọng kính mời uống rượu ngoắc tay ạ. Một lần nữa xin trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, cô dâu như chén rượu đầy, chú rể chưa nhất miệng mà lòng đã say. Nếu cô dâu là chén rượu cay, chú rể nguyện uống để say suốt đời. Một lần nữa xin trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, như vậy là chuyến tàu tình yêu, chuyến tàu hạnh phúc của đôi bạn trẻ đến giây phút này thì đã cập bến rồi. Chúc mai thì đã sum họp một nhà, tình cao hơn núi, nghĩa dài hơn sông. Một lần nữa xin chúc cho tình nghĩa vợ chồng hai em trăm năm tình viên mãn bằng đầu nghĩa phu thê. Xin chúc cho tình nghĩa thông gia hai nhà như một, đoàn kết bền lâu. Ngay giây phút này xin trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình cùng với cô dâu và chú rể hãy trở về từng bàn tiệc để mời rượu tới toàn thể quý vị có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng kính mời.